Máy này kỳ quá. Tưởng sao, tưởng sao mọi người. Bây giờ bắt trên đó. Quéo là gì? Quéo đâu? 1, 2, 3. Ủa chị này tháo tháo cái bấm lắc cây ra cho ai vậy? Tháo rồi. Chuyên nghiệp vậy. Con lắc cây tháo cho chị này. Dạ, lắc cây gì em? Con lắc cây tháo cái mỏm nó ra chưa? Tháo rồi. Chụp ngược rồi đó, dữ dằn lắm á, chứ không phải thường đâu á. Chị Lan cùng với vừa mới về luôn hả cả nhà? Chú vô luôn đi cháu. À, có khán giả gửi cái bánh kem cũng. Chị đó bây giờ mới về tới đi, chị bình tĩnh ơi. Rồi Lucky ơi à. Ồ. Đây đi chơi rồi. Hello chị. Mới về tới luôn hả? Dạ, em mới về đó. Chào chị. Bé Bun. Hello Bun. Ơi Bun. Chen luôn Bun. À chào mua đồ rồi nha. Trời ơi cho kẹo kìa. Ôi ơi. Con bị trời. Mua bà tám mua kẹo cho. Cả nhà ơi. Ở đường Mỹ nữa đi. Cưng chưa cả nhà. Tám mua đó nha cả nhà. Tám thương. Ôi cho con với buồn ơi. Cho chú miếng không? Sao vậy? Đúng rồi. Cho cô nữa buồn. Ủa hả? Cho chú miếng ai em đói bụng á. Cho cô miếng được không buồn? Thấy của cháu rồi. Để cháu ăn đi. Cảm ơn buồn nhỉ. Cái này là kẹo dẻo đúng không? Còn nhiều luôn. Buồn nhảy tặng ông ngoại anh bà. Buồn nhảy tặng ông ngoại bà sinh nhật. Sinh nhật ông ngoại vui không? Vui thôi. Cưng quá ha. Chú đuổi theo con đó, con thấy không? Cấm nãy chú chào con quá trời luôn. Con chào Bun cho Bun như nè. Bun không thấy không? Bun không thấy à? Bun ngồi với ai? Ngồi với sư phụ. Sư phụ là anh Khoa đúng không? Anh Khoa, chú anh Khoa. Con ngủ từ bây giờ luôn. Con ngủ luôn hả? Ở về luôn hả? Cấm nãy chú chạy cho con á, chú kêu Bun mà con nghe à? Thôi bây giờ là bạc nhảy bài đi. Chào quá chị Mai Ca ha cả nhà. Buồn dễ thương quá cô chú anh chị. Anh Mỹ. Anh Phương không có đi à? Ở nhà bán được không anh Phương? Lầy ra. Hình như chị Bung cũng không đi đúng không anh Phương? Bung đi sao nó? À Lucky này cả nhà ơi. Lucky hôm nay được lên thăm ông ngoại ha. Chú Chánh này nhà ha. Chị cơm cho chú. Rồi hả? Cắt tô nữa hả chú? Chị đang chịu cởi nón ra rồi. Sao cứ đuổi nón đi, đuổi tu vậy trời. Không phải đâu, công tử Liêm. Bị cái chân. Lucky cả nhà ơi, lucky.
Chân mai ca đỡ chưa mai ca? Dạ. Dạ cũng đỡ đỡ. Ôi sưng lên. Hôm nay chị Mai Ca nói một câu rất là thương, không ăn được món gì trên bàn hết trơn á. Con kem ở bếp buôn kìa. Ok đúng rồi. Ok quá trời. Mày phải cứu ai nữa kìa. Trời ơi, buôn trai ha, buôn chụp hình buôn đẹp lắm ạ. À, hình như là mình mở đèn lên nó sáng hơn đó chị ba ơi. Có cái đèn á. À, hôm nay là quá đi. Là cái nhà của buôn rất là thời. Chứ không phải đợi giống bà sắp. Cắt đi nha quý vị, cắt đi. Không cắt luôn chị, để luôn chị ơi. Đâu có dính gì đâu. Con biểu tượng của ba đâu. À, đại gia đình chụp vô hình luôn nha. Ken vô chụp luôn Ken. Vô Ken. Chỗ ra nữa mà vô. Vô luôn chị Mai Ca vô luôn. Đại gia đình chụp hình cả chị Ken. Chụp tới đây. Đúng rồi đó. Đợi tí đi chị. Đợi tí đi chụp xong. Tạm tạm. Chụp hình lên tạm. Máy trên kìa, máy trên á. Máy trên. Từ. Tứ đại mỹ nhân. Ghen thật luôn. Tứ đại công chúa hả? Ủa, tứ đại mỹ nhân mà ông đâu vô đây là ra ràng không? Có nghĩa là đứng chính giữa, đứng chụp với tứ đại mỹ nhân. Tiểu tường. Tứ đại mỹ nhân đó. Mấy cô này thiệt luôn, biểu tượng tự nhiên nghi ni vậy, biểu tượng nè. Ken vô Ken. 1 2 3. Kỳ quá. Biểu tượng sao? Biểu tượng sao mọi người? Bây giờ bắt trend đó. Quéo quéo là vậy. Quéo đâu? Rồi, quéo. 1 2 3. Ủa chị này tháo có cái mỏm lucky ra cho chị đi. Tháo rồi, rồi. Chuyên nghiệp vậy. Con lucky tháo cho chị này. Dạ lucky gì em? Con lucky á tháo cái mỏm nó ra chưa? Tháo rồi. Tháo rồi. Chụp ngược rồi đó, dữ dằn lắm á, chứ mới thường đâu á. Con khán giả vô cả nhà ơi. Chị Loan cùng mới vừa mới về luôn hả cả nhà. Chú vô luôn đi chú. À, con khán giả gửi cái bánh kem trúng rồi. Bánh kem hả? Dạ, đây bánh kem. Sao mọi con cất rồi hả? Có cái gì vậy? Nó là sinh nhật Bắc Nam á, là bánh kem là... Có rồi hả? Có mũ. Nói cho nhiều luôn cô chú chị. Có mũ của em. Nãy xe mọi con đua lại xe cô Mai Ca. Chị Mai Ca. Nãy xe mọi đua lại xe. Dẹo, xoay qua cái dẹo. Đua luôn. Rồi, quay nghe chứ không có chụp nha. Quay luôn á. Rồi. À, chị Diệu, chị Diệu ở đâu vậy? Chị Diệu ở quận 11. À chị Diệu quận 11 ở lớn Nguyễn Bắc Lâm. Ngày sinh nhật Bắc Lâm. Có mấy người gửi cái buổi nói chuyện. Nói đi coi, nói lại coi. Tốc độ ơi, im để chặt nó nói nè. Không nói gì nè. Anh tỏ em hả? Anh tỏ em hả? Gì vậy? Nó nói y chang luôn, nó lại nghe coi. Anh tỏ em hả? Cái gì vậy trời? Nói nghe coi. Cô nói đi, cô nói đi. Nói coi, nghe. Nói nghe coi. Diệu, Diệu quay chùm cái Diệu, Diệu. À, cứ rồi. Nghe nói nè. Rồi, 1, 2. Anh ta nói đua xe tốc độ chứ. Không thấy được chứ. Chơi. Anh gì, anh quyết tâm dễ tờ. Trời ơi. Rồi. Anh con ni như vậy. Vậy con có bè con không? Có bè con bè bắt đầu. Nói gì? 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 Nói gì?